Ta là sự sống và là sự sống lại. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Kính thưa quý vị, theo nội dung văn phòng Tòa Giám mục Quy Nhơn kính báo, bà cố Martha Nguyễn Thị Liêm, thân mẫu của cha Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn, cha Phaolô Trương Đình Tu, chính sứ giáo sứ Quy Hòa, cha Thomas Trương Đình Sơn, thuộc dòng Chúa Cứu Thế, cha Gioan Bautista Trương Đình Hà, giáo phận Bà Rịa, nữ tu Agatha Trương Thị Minh Đức, dòng Bến Thánh Giá Quy Nhơn, đã qua đời vào lúc 18:45 thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2022 tại gia đình ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Bà cố hưởng thọ 101 tuổi. Bà cố Martha Nguyễn Thị Liêm sinh ngày 4 tháng 8 năm 1921, nguyên quán xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, giáo phận Quy Nhơn. Hiện đang ở tại ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, thuộc giáo xứ Thanh Bình, giáo phận Xuân Lộc. Chương trình thánh lễ an táng, nghi thức tẩm liệm vào lúc 20:00 thứ Năm ngày 25 tháng 8 năm 2022. Thánh lễ an táng vào lúc 9:00 thứ Bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022 tại nhà thờ giáo xứ Thanh Bình, giáo phận Xuân Lộc, ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. An táng tại nghĩa trang giáo xứ Thanh Bình. Chúng con thành kính thắp nén hương lòng, kính dâng lên linh hồn bà cố. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng mở rộng vòng tay, đón về bên thiên nhan Thiên Chúa. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em.